Sau một thời gian dài, giá chuối giảm so ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, giá thu mua chuối tại các địa phương bắt đầu tăng trở lại. Tại huyện Kim Động, người dân đang tập trung chăm sóc quả, phục vụ thu hoạch vào đúng dịp Tết nguyên đán. Huyện Kim Động có trên 480 ha chuối trồng tập trung nhiều ở các xã vùng bãi là Hùng An, Mai Động, Đức Hợp với các giống chủ yếu là chuối tiêu hồng và chuối tây. Thời điểm này, các diện tích chuối tiêu hồng đang được thương lái đến thu mua với giá bán từ 5.500 đến 7.000 đồng 1 kg, tương đương khoảng từ 100 đến 140.000 đồng một buồng, cao hơn so với thời điểm đầu năm từ 2 đến 4.000 đồng 1 kg thời điểm giáp tết nhu cầu của thị trường tăng cao đối với nhiều loại nông sản trong đó có cả chuối các loại do vậy thời điểm này bà con đang tập trung chăm sóc giữ buồng bọc bao ni lông để tránh xương va đập vỏ quả không bị xước từ đó đảm bảo chất lượng quả cung cấp ra thị trường đúng dịp tết nguyên đán